các nữ đồ đệ của ta đều là chư thiên đại lão tương lai chấp 278. Yên tĩnh. Tiền bối và dì đều không nói gì, nhìn biểu cảm của tiền bối. Tiêu rồi, tiền bối chắc không phải tức giận rồi chứ. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, bầu không khí lạnh quá. Phải để lại ấn tượng không tốt cho đạo tôn tiền bối rồi. Dì ơi cứu mạng, cháu sắp nôn cơm tối ra rồi. Sơn Phong. Có thể. Là chuyện lớn vạn năm một lần của chư thiên. Muốn thắng trong cuộc thi đấu tập trung nhiều thiên tài không phải chuyện dễ, bản tọa đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Nếu ngươi có thể thắng tới cuối cùng, bản tọa sẽ nhận ngươi làm đồ đệ đích thân dạy dỗ. Ngoài ra, phần thưởng bản nguyên nguyên sơ cũng vẫn có hiệu lực. Tiền bối. Ta không phải đang nằm mơ chứ, đạo tôn tiền bối thật sự đồng ý rồi. Dì ơi, dì nghe thấy không, tiền bối đồng ý rồi, tiền bối đồng ý nhận ta làm đồ đệ rồi. Ý của người ta là thắng mới nhận cháu, thi đấu còn chưa bắt đầu, cháu đang thể hiện cái gì? Còn một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc thi đấu, cháu về tẩm cung của mình cố gắng chuẩn bị cho ta, nếu trong cuộc thi đấu mà không giành được thứ hạng tốt thì cháu đợi xem ta xử lý cháu đi. Hu hu, dì ơi đợi chút, người ta còn muốn ngắm đạo tôn tiền bối thêm chút nữa. Tiền bối ngài chờ ta nhất định sẽ đánh bại tất cả người tham gia thi đấu, trở thành học trò của ngài. Đạo tôn tiền, kéo đi đi. Sơn Phong, ngươi cần cho ta một lời giải thích. Lúc Tinh Nhi còn bé từng lén đi vào Long Dịch Cung, từng nhìn thấy lưu ảnh năm đó ngươi tham gia thi đấu trấn nhiếp vạn tộc. Không chỉ như thế, con bé còn đọc tất cả các câu chuyện liên quan tới ngươi mà tộc ta ghi chép, từ đó về sau nha đầu này rất sùng bái ngươi. Coi ngươi là tấm gương mà khắc khổ tu hành, hy vọng có một ngày có thể trở thành đại năng thông thiên giống như ngươi. Lúc đó ta có suy nghĩ như này, chỉ đáng tiếc ngươi của trước kia nhìn như nào cũng không giống người nhàn rỗi thu nhận đồ đệ nên suy nghĩ này cũng chỉ có thể gác lại. Khoảng thời gian trước khi Cùng Kỳ và Uông Tam Tuế của nhà ngươi tới chỗ ta chơi có nhắc tới chuyện ngươi thu nhận đồ đệ. Vì sự trưởng thành sau này của Tinh Nhi cũng vì tương lai của Tinh Hà Long tộc, ta cho rằng bái vào môn hạ của ngươi là thích hợp nhất. Ta biết ngươi kén chọn, Long tộc bình thường ngươi chắc chắn không nhìn chúng, tài năng ở phương diện chiêm tinh suy diễn của Tinh Nhi không hề kém ta năm đó. Chỉ bàn riêng về thiên phú thì nhìn khắp các đời thành chủ cũng có thể đứng vững trong top 3. Chỉ có điều đứa trẻ này từ khi sinh ra luôn đi theo bên cạnh ta chưa từng trải nghiệm thế giới bên ngoài, dẫn tới tính cách có hơi đơn thuần mơ mộng, ta muốn. Ngươi không có nói thật. Tiểu tử thối, ngươi vẫn nhạy bén như cũ, vậy ta nói thật vậy. Hơn một tháng trước ta nhận lời nhờ vả của Bạch Điểu nhà ngươi, tế ra thần khí thiên hà hoàn tinh kính của tộc ta, tiến hành một lần suy diễn toàn diện đối với tương lai của vạn tộc. Theo lý mà nói thế lực tên Chí Khung đó bất luận bỏ dị thú biến dị vào trong tuyến thời gian của tương lai hay giúp thần linh tiến hành bố trí. Động tĩnh lớn như thế Tinh Tượng không thể không phát giác được dấu vết nào, nhưng kết thúc suy diễn thực tế lại tồi tệ hơn trong dự tính. Trong dòng sông thời gian, tốc độ vận chuyển của tất cả các trụ vực hành tinh đều chậm đi rất nhiều, cho tới ngày nào đó của 20 vạn năm sau thì dừng lại hoàn toàn. Tinh hệ dừng lại đồng nghĩa vạn giới sẽ khuyết thiếu tương lai, lần trước xuất hiện tinh tượng như này là lần tai họa diệt trời thứ tư, hơn nữa. Vào tương lai của 20 vạn năm sau, ta không nhìn thấy mệnh tinh của bất cứ tinh hà cổ long nào, điều này có nghĩa là gì, ta nghĩ không cần ta giải thích nhiều nữa. Lát nữa ta sẽ ở trong tiểu thế giới đả thông một khe hở không gian có thể dung nạp tinh hà cổ thành. Không cần đâu, 3 ngày trước Avu đã đả thông đường rồi, với tiến độ mở rộng hiện nay, chắc trong vòng 10 năm thì có thể xây dựng xong hoàn toàn. Điều nhi của nhà ngươi vào lúc ngươi không biết đã làm thay ngươi rất nhiều việc. Với tính cách của nàng ta chắc sớm đã âm thầm chuẩn bị đầy đủ cho tai kiếp, vậy nên không nói cho ngươi chắc là không muốn làm ngươi phân tâm. Còn về Tinh Nhi, tuy ta không cho rằng có ai có thể tạo thành uy hiếp đối với ta ở trong phạm vi tinh không cổ đạo, nhưng để phòng tránh, để đứa trẻ này ở bên cạnh ngươi sẽ thỏa đáng hơn, dù sao bây giờ vẫn chưa biết tai họa lần thứ 5 này sẽ giáng lâm với hình thức gì. Kết quả suy diễn đại khái là như thế, về sau cần giúp đỡ thì cứ việc nói. Ngoài ra, lần này đặc biệt kêu ngươi tới sớm một chuyến, thật ra là vì một chuyện quan trọng hơn. Ngươi xem những bức thư này. Nước Trầm Uyên, Mặc Viện, Cô Tinh Các đều là những thế lực ma đạo. Không sai, nói chính xác những tông môn trụ vực này lúc đầu đều là nhánh bên dưới trướng vạn cổ ma giáo. Chắc vào nửa năm trước ta lục đục nhận được hàng trăm mật thư tới từ thế lực ma đạo. Mà nội dung của mật thư đều nhất trí tới kỳ lạ, đều đang cầu xin muốn có được sự bảo vệ của tinh không cổ thành ta, vì thế bọn họ nguyện ý trả cái giá khá đắt. Sự việc quá uẩn khúc, ta bèn phái người đi tra soát một phen, kết quả chính là trong ngắn ngủi chưa tới 10 ngày. Vạn cổ ma giáo thống lĩnh chư thiên ma đạo ít đi 1/4 số lượng ma tu, có hơn 50 trụ vực bị hủy diệt hoàn toàn, ma tông giải tán chạy trốn thì nhiều không đếm xuể. Mà người gây ra tất cả chuyện này
không phải tới từ bên ngoài, mà là trong nội bộ ma giáo của bọn họ, hơn nữa đều là hành vi của một người, dựa theo tin tức tình báo từ các bên. Người đó được mệnh danh là ma thần mạnh nhất từ xưa tới nay, hiện nay trưởng môn của vạn cổ ma giáo. Đã xuất quan. Bên ngoài vĩnh dạ giới. Hai, ta không tới được rồi, tôn thượng kêu ta giúp hắn trông hai cô bé đó, nếu không nói thế nào ta nhất định cũng sẽ tới tham dự. Có điều Mãnh ca, huynh đẻ giỏi thật đấy, đây là đứa thứ mấy rồi? Đây là đứa con thứ 81 rồi, tẩu tử của muội giỏi nhỉ. Nếu đã giúp tôn thượng làm việc, vậy lần này miễn cưỡng tha thứ cho muội, có điều lần sau muội phải uống bù cho lần này, không được qua loa hay tìm người chống chế biết chưa? Cần ta điều cho muội mấy đứa qua với muội không, nếu không muội ở đó một mình cũng khá vô vị. Không cần đâu Miểu Miểu tỷ, tôn thượng chỉ là đi chủ trì cuộc thi đấu vạn tộc thôi, mất khoảng một tháng sẽ trở về, khoảng thời gian này chính là ngày nghỉ của ta. Có điều ấy mà, các người có đồ ăn gì ngon có thể gửi qua đây một ít, dạo này cứ bận suốt ta cũng không ăn uống tử tế, hơi nhạt miệng. Ồ, ta nói sao mà linh tức của hắn lại dụ ta tới nơi như này, thì ra là con mèo con năm đó. Đáng chết, nếu vừa rồi không lên tiếng mình thậm chí không phát giác, tồn tại như này, ngươi là ai? Ngươi cảm thấy sao? Cỗ khí tức ma đạo hủy diệt này, khoan đã, lẽ nào ngươi là? Hằng cổ xin liên lạc, kết nối vô lượng tỷ. Vô lượng tỷ, dạ. Mèo con nghịch ngợm, tuy không biết ngươi muốn làm cái gì nhưng cứ cảm thấy để mặc ngươi truyền tin ra ngoài sẽ rất phiền phức ngã. Gù, yên tâm ngủ đi, tỷ tỷ ta sẽ không giết ngươi, dù sao. Sủng vật của phu quân cũng là sủng vật của bản cung. Lời nguyền thật sự biến mất rồi. Sao rồi, không sao chỉ hơi váng đầu, ta vẫn có thể tiếp tục. Đừng miễn cưỡng bản thân, hôm nay tới đây thôi. Minh tiểu thư mệt rồi, hôm nay tới đây thôi. Mọi người không cần vội, chuyện giải lời nguyền ai cũng có phần, Minh tiểu thư nhất định sẽ giải trừ lời nguyền thay cho mọi người. Tiêu tiểu thư, xin người chuyển lời tới Minh tiểu thư giúp bọn ta không vội, xin cô ấy nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Đúng thế, cũng đã nhiều năm vậy rồi nên cũng không vội một chốc một lát này, Minh tiểu thư nhất định là đại anh hùng mà ông trời phái xuống cứu rỗi bọn ta. May mà có Minh tiểu thư, an đồ đặc nhĩ bọn ta cuối cùng cũng được rồi. Cảm ơn Minh tiểu thư. Đại ơn của Minh tiểu thư, an đồ đặc nhĩ ghi nhớ trong lòng, xin Minh tiểu thư nhận một lạy của bọn ta. Ngươi nghe thấy chưa, người bên ngoài đều đang cảm ơn ngươi, Minh đại anh hùng của chúng ta cảm thấy như nào? Cảm giác choáng váng vẫn rất lớn. Vậy ngươi nằm thêm một lúc. Cái mà ngươi để ý trước đó, có kết luận gì chưa? Chưa, ba ngày nay đại tế tư đó ngày nào cũng đang sắp xếp người duy trì trật tự, sắp xếp vật tư cho mọi người, không phát giác điểm khả nghi gì. Chúng ta cũng từng thử thú nguyên thú bị nhốt dưới lòng đất rồi, tới mức độ đó đã không thể dựa vào việc giải lời nguyền để trở lại ban đầu. Hắn không nói dối, nhưng ta cứ cảm thấy có cảm giác trái ngoáy như có như không, cứ cảm thấy hình như đã bỏ qua thứ quan trọng nào đó. Mặc kệ đi, nhiệm vụ của sư tổ quan trọng, bây giờ cũng lấy được bản đồ rồi. Ngươi phải giải trừ lời nguyền cho người an đồ đặc nhĩ nên tạm thời ở lại đây, ta lát nữa xuất phát đi tìm hạch tâm chú thuật đó. Làm việc cẩn thận. Ừ, ở đây có chuyện gì ngươi nhớ lập tức dùng bùa truyền âm song sinh thông báo cho ta. Giới thiệu chấp sau, ngự, ngữ u đột nhiên bị ma nhập. Tiêu rồi, bưởi lại bị ma nhập rồi. Lão gia, tiểu sư chưa từng xử lý loại chuyện này. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nét nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.